Thưa quý vị, hình ảnh sau đây mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là một hình ảnh ghi lại ở thành phố Athens, thủ đô Hy Lạp trong hai ngày thứ ba và thứ tư vừa qua. Thành phố thì bị phủ đầy bụi do hứng chịu cơn bão cát màu cam, xám hoặc đỏ từ sa mạc Sahara. Chính quyền đã khuyên cho người dân nên ở nhà, hạn chế hoạt động thể chất ngoài trời, tránh các khu vực tắc nghẽn giao thông và đóng các cánh cửa. Giám đốc nghiên cứu của Đài quan sát quốc gia Athens cho biết là hiện tượng này xảy ra trung bình khoảng 5 lần một năm ở Hy Lạp. Tuy nhiên, cường độ của hiện tượng lần này là mạnh nhất kể từ năm 2018. Cùng với Hy Lạp thì một phần của Thụy Sĩ và miền nam của nước Pháp cũng đã bị các đám mây từ bụi sa mạc Sahara tấn công. Bụi từ sa mạc Sahara thì có thể di chuyển hàng nghìn km bay tới toàn bộ của châu Âu. Thưa quý vị, theo Liên Hợp Quốc thì lãng phí thực phẩm đang ở trong tình trạng đáng báo động. Chỉ trong năm 2022 thì thế giới đã lãng phí tới hơn 1 tỷ tấn thực phẩm. Không chỉ vậy, tình trạng mất an ninh lương thực bất ổn cũng khiến cho hàng triệu người dân thiếu ăn trầm trọng. Tại Kenya, Tian đã làm việc quần quật cả ngày tại một bãi rác để nhặt nhiều rác thực phẩm nhất có thể. Cứ mỗi ngày như vậy, chị chỉ kiếm được vỏn vẹn $3. Với chị, đây là công việc duy nhất để chị có thể nuôi sống gia đình và cho con đi học. Mỗi ngày tôi kiếm được khoảng $3 nhờ việc nhặt rác đồ ăn rồi đem bán cho những người chăn lợn. Tôi cảm thấy may mắn vì số tiền đó có thể giúp tôi trả tiền nhà và nuôi sống gia đình tôi. Tôi mong sẽ có nhiều rác đồ ăn hơn để tôi có thể duy trì sinh kế của mình. Câu chuyện của chị An đã dấy lên thực trạng đáng buồn của vấn đề lãng phí lương thực tại Kenya, cũng như trên toàn thế giới. Báo cáo mới đây của chương trình môi trường Liên Hợp Quốc UNEP cho biết, trong năm 2022, thế giới đã lãng phí khoảng 19% lượng thực phẩm được sản xuất trên toàn cầu. Con số này tương đương khoảng 1 tỷ tấn thực phẩm bị vứt bỏ. Báo cáo của UNEP cũng chỉ ra rằng, trung bình mỗi người lãng phí đến 79 kg đồ ăn mỗi năm, tương đương 1 tỷ bữa ăn bị vứt bỏ mỗi ngày trên toàn thế giới. Kể từ năm 2015, nhiều quốc gia đã không đạt được nhiều tiến triển trong việc hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Vì vậy, các quốc gia cần phải phối hợp giải quyết vấn đề lãng phí thực phẩm càng sớm càng tốt. Trong bối cảnh xung đột leo thang tại nhiều khu vực, tình trạng mất an ninh lương thực đã khiến hơn 282 triệu người thiếu ăn trầm trọng chỉ trong năm ngoái. Tình hình kinh tế khó khăn, cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán cũng là nguyên nhân chính khiến nạn đói gia tăng. Các chuyên gia kêu gọi các nước cần nhanh chóng đẩy mạnh hiệu quả trong việc sản xuất nguyên liệu thực phẩm để giảm lãng phí đồ ăn và ngăn ngừa nạn đói. Người dân của nhiều nước đang phải chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, có thể sẽ nhận được hỗ trợ từ Quỹ chống biến đổi khí hậu mới do Liên Hợp Quốc triển khai. Liên Hợp Quốc hiện đang nỗ lực huy động $100 triệu cho quỹ mới vào cuối năm tới để hỗ trợ người tị nạn hoặc cộng đồng, cũng như chính quyền các nơi tiếp nhận họ và những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Quỹ mới nhằm mục đích hỗ trợ các nguồn tài nguyên bền vững với môi trường, hỗ trợ phục hồi môi trường, xây dựng những nơi trú ẩn, thích ứng với khí hậu và hỗ trợ sinh kế thông minh với khí hậu. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc thì chỉ riêng trong năm 2022, hơn 70% người tị nạn và người xin tị nạn đã phải rời bỏ đất nước vì khu vực đó chịu tổn thương cao về khí hậu.